người tình thi sáng tác bài hát Ca Ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử về con người Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi sáng tác bài hát này vào đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày. Sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 1946. Cả thủ đô ngập trong máu lửa và hừng hực lòng căm thù, sôi sục ý chí quyết chiến quyết thắng. Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi với tình yêu Hà Nội da diết, ông đã vẽ lên một bức tranh tràn ngập cảm xúc trước thủ đô Hà Nội ngút trời khói lửa, gồng mình lên bước vào cuộc kháng chiến, nhưng chỉ bằng âm thanh chứ không bằng bất cứ màu sắc nào. Kể từ khi ra đời đến nay, bài hát Người Hà Nội luôn là một trong những tác phẩm âm nhạc có giá trị lớn nhất viết về thủ đô. Thanh lịch mạnh mẽ, trầm lắng nhưng hào hùng luôn là đặc điểm của Hà Nội, của người thủ đô, đã được thể hiện hài hòa và thật tinh tế trong ca khúc. Đã gần 60 năm kể từ khi bài hát Người Hà Nội ra đời, và cũng là 12 năm nhà văn nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi về với cõi thiên thu. Một lần nữa, kính mời ban giám khảo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn cùng sống lại dấu ấn lịch sử về con người Hà Nội trong ca khúc Người Hà Nội. Hồ Gươm hồng hà, hồ tây lông hồ núi sông ngàn năm, đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội. Oh,
chắc người mang tóc bạc phơ. Bố cơ bạc phơ người vui đứng khóc sầu cười trên môi người cười tiếng cười ngày về chiến thắng. Vâng, xin chúc mừng các bạn.